Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Trong quý 1 và quý 2 năm 2024, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đối với nhiều gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, sẽ có 5 gói thầu được triển khai đấu thầu, gồm gói thầu 4.7 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình sân đổ tàu bay và các công trình khác. Gói thầu số 4.8 thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không. Gói thầu 4.9 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay. Gói thầu 7.8 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành hóa số 1 và công trình phụ trợ còn lại. Và gói thầu số 11.5 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà để xe. Các gói thầu trên dự kiến khởi công trong quý 2 năm nay và hoàn thành trong năm 2026. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Nhân Trạch vừa tổ chức hội nghị hạ quyết tâm giao quân 2024. Để đảm bảo chất lượng giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã thực hiện nghiêm các bước công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ theo luật Nghĩa vụ quân sự. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, 100% thanh niên chuẩn bị nhập ngũ đã được địa phương quan tâm thăm hỏi động viên, tặng quà, qua đó tạo sự yên tâm trước ngày lên đường nhập ngũ. Hiện các thanh niên trúng tuyển đã sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự được giao nắm địa bàn, cần nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng, quan tâm động viên tuyên truyền để thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hội cựu chiến binh phường An Bình, thành phố Biên Hòa vừa tổ chức đại hội tổng kết phong trào cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Đây là một trong năm đơn vị cơ sở đầu tiên được chọn làm đại hội điểm trên toàn thành phố. Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, trong 5 năm qua, hội thường xuyên có 89 đồng chí tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận và các ban ngành đoàn thể, 24 đồng chí tham gia ban bảo vệ dân phố, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thế hệ cựu chiến binh, phát triển hội viên, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần hội viên tiếp tục được triển khai như tặng quà cho hội viên phía Bắc với số tiền hơn 16 triệu đồng. Ủng hộ chương trình biển đảo quê hương số tiền 91 triệu đồng, sửa chữa 3 nhà hội viên, chăm lo đối tượng chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn 200 triệu đồng, tăng cường tuyên truyền với mô hình giáo dục thế hệ trẻ, luật nghĩa vụ quân sự, tư vấn việc làm, việc học, góp phần vào việc chọn nghề, chọn ngành ở địa phương, bê tông nhựa hóa 2 tuyến đường dân sinh hơn 1 tỷ đồng. Chiều qua, đoàn đại biểu dự lễ hội Chùa Ông 2024 đến từ các quốc gia Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Lào và Đài Loan đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành. Tại đây, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tỏ lòng kính trọng đối với các anh hùng liệt sĩ đã kiên cường chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Sau khi dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành, đoàn đại biểu dự lễ hội Chùa Ông cũng đã đến tham quan chùa Quốc Ân Khải Tường và thiền viện Thường Chiếu để tìm hiểu rõ hơn về những nét đẹp trong văn hóa Phật giáo của Việt Nam. Đoàn kiểm tra liên ngành Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất hôm qua đã tiến hành kiểm tra một số công trình xây dựng lán trại, cơ sở thu mua phế liệu, khu vực đang bị thu hồi hành lang bảo vệ đường sắt, điện lưới cao thế về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2024 trên địa bàn xã Hưng Lộc. Đoàn đã kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến lĩnh vực công tác phòng cháy chữa cháy như lập hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy, kiểm tra việc niêm yết các nội quy, biển báo, đường thoát nạn, số lượng, chất lượng và chủng loại phương tiện chữa cháy tại chỗ, dụng cụ cứu nạn cứu hộ được trang bị. Một số cơ sở thu mua phế liệu đã vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy như bố trí sắp xếp vật tư, hàng hóa và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn, lắp đặt sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt bảo vệ hoặc thiết bị sử dụng điện không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Đoàn đã tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 2024. Nằm trong chương trình hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 2, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao, các trò chơi dân gian cho người dân trên địa bàn huyện. Tại nhà thi đấu huyện đã diễn ra nhiều hoạt động như thi đấu cờ vua, kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây, đã thu hút hơn 300 vận động viên từ các xã thị trấn và các phòng ban tham gia. Kết quả giải nhất môn kéo co và nhảy bao bố thuộc về đơn vị Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện, giải nhất môn nhảy dây thuộc về xã Tân An. Về môn cờ tướng, giải đã thu hút 8 vận động viên nữ, 52 vận động viên nam. Xã Tân An đã giành giải nhất toàn đoàn, giải nhì thuộc về thị trấn Vĩnh An, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên đạt giải 3. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật 17 giờ trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.